Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Chúng ta vừa mới chầu lòng thương xót xong. Và giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe tin mừng ngày mai, suy niệm tin mừng ngày mai. Xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần trên mỗi người chúng ta để chúng ta lắng nghe và hiểu lời Chúa. Chúng ta cùng lắng nghe tin mừng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy người Pha-ri-siêu hỏi Đức Giêsu: "Bao giờ triều đại Thiên Chúa đến?" Người trả lời: "Triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kìa. Vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông." Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một điều một trong những ngày của con người thôi mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em người ở kia kìa hay người ở đây này. Anh em đừng đi, đừng chạy theo, vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, tối hôm qua thì nhóm sinh viên của chúng con, trong đó có thầy Huy là người vẫn đọc Kinh Mân Côi với tất cả chúng ta, thì con cũng có gợi ý cho các bạn sinh viên rằng là chúng con đi học thì chắc chắn là bố mẹ rồi người thân cũng giúp đỡ tiền bạc cho chúng con. Thế thì cái điều học quan trọng nhất đó là học làm sao để cho mình có tấm lòng, biết yêu thương mọi người. Vì thế thì cha cũng động viên chúng con rằng là một tuần một lần chúng con đi có thể là phát cơm hay là phát bánh cho những người vô gia cư ở cái khu vực chúng con ở. Tiền thì là cha chịu, chúng con bỏ công thôi. Và tối hôm qua thì nhóm sinh viên của thầy Huy đã đi phát 100 phần bánh cho những người vô gia cư. Thì con thấy nó quá tuyệt vời. Thật sự 100 phần bánh chẳng có bao nhiêu, có hơn 1 triệu thôi. Nhưng mà mang niềm vui đến trên 100 người. Không chỉ là chia sẻ cho họ cái bánh, mà các em sinh viên còn mang đến cái tình yêu, tình người cho họ nữa. Thì con cũng đã nghĩ rồi, có lẽ là một tuần nào đó thì con cũng sắp xếp để đi với các em, để có cái trải nghiệm rằng là sẽ tự tay mình trao quà cho những người nghèo. Thì con cũng chia sẻ đến quý ông bà và anh chị em, gia đình lời Chúa của chúng ta lắng nghe lời Chúa và thể hiện tình yêu với Chúa và tình yêu với anh chị em, nhất là những người nghèo. Rồi chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm nay một chút, thứ tư 15 tháng 11, với ba ý. Ý thứ nhất, có 10 người phong hủi đón gặp Đức Giêsu. Đau bệnh và đặc biệt là đau bệnh không còn thuốc chữa thì chúng ta đừng quên chạy đến với Chúa. Hãy chạy đến với Chúa, cả một tí cũng phải chạy đến với Chúa rồi. Nhưng mà đặc biệt là những người, nhà con có hai người bị ung thư đó, con kinh nghiệm lắm. Bệnh càng nặng mà không có ơn Chúa giúp thì cực kỳ đau khổ. Nhà con thì con thấy cái kinh nghiệm thôi. Bà chị lớn của con, bà bị ung thư thì cái thuở bấy giờ thì mình cũng chưa có kinh nghiệm mấy, thì cũng có đọc kinh chứ không phải là không, nhưng mà chỉ đọc kinh tối thôi. Thế thì chị cũng đau đớn lắm, chị đau cho đến lúc chết. Thế thì 3 năm sau thì ông anh ruột của con, anh cũng bị ung thư phổi. Thì bác sĩ nói là ung thư phổi nó di căn là đau đớn và khó thở lắm. Nhà con cũng chuẩn bị máy thở oxy đầy đủ hết trơn. Thế nhưng mà chúng con đọc kinh sáng, trưa, chiều, tối. Sáng đi lễ, về đọc kinh. Trưa đọc kinh, chiều đọc kinh, tối đọc kinh. Đặc biệt là trong những cái ngày mà hấp hối của anh là đọc kinh suốt. Và quả nhiên là anh không hề đau nha. Em à, không có thấy kêu than một tí nào. Thì cũng có thể là anh ấy không đau, cũng có thể là anh ấy đau, nhưng mà được ơn Chúa giúp thì anh chịu đựng được. Và cho đến lúc anh ấy ra đi rất là nhẹ nhàng. Đó. Thì 10 người phong cùi đến với Chúa, đau bệnh hãy đến với Chúa. Sáng hôm nay thì con có một người thân đi, anh cứ chần chừ hoài vậy. Anh ấy bị bệnh mà con có nói rằng là bây giờ phải đi khám bệnh đi. Anh bảo bây giờ con mà khám bệnh mà ra bệnh là con sợ lắm. Ồ, thì cứ đi, có bệnh thì chữa. Đấy. Rồi thì không có bệnh thì tạ ơn Chúa, mà có bệnh thì cũng vẫn tạ ơn Chúa để xin Chúa giúp sức cho. Thế thì động viên mãi để sáng nay dâng lễ cầu nguyện thì anh với can đảm đi. Thế chiều nay anh nhắn tin bảo trai, con không có vấn đề gì cả, bệnh nhẹ thôi. Cậu bảo đấy, con người mình nó lo lắng lắm, rất là lo lắng. Phải có ơn Chúa giúp thì chúng ta mới can đảm đối diện với mọi sự, rồi cũng sẽ thấy mọi sự nó nhẹ nhàng ha. 10 người phong khủi gặp Chúa Giêsu. Thứ hai, hãy đi trình diện tư tế và đang khi họ đi thì được sạch. Khi chúng ta đến với Chúa cứ nghe và thực thi lời Chúa. Khi đến với Chúa cứ nghe và thực thi lời Chúa, rồi phép màu sẽ xảy ra với chúng ta. Rồi, một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 10 người được ơn thì may ra được một người theo Chúa.
Chúng ta suy gẫm lại cuộc đời của chúng ta cũng vậy, chúng ta được ơn nhiều lắm, nhưng mà được ơn rồi sau đó rồi chúng ta vẫn đi sống theo đường lối của chúng ta. Thì xin cho chúng ta suy xét lại tất cả những ơn lành Chúa thương ban cho chúng ta. Và điều Chúa muốn là sau khi được ơn rồi thì chúng ta hãy là môn đệ của Chúa nha. Rồi chúng ta đi vào bài tin mừng ngày mai. Khi ấy người Pha-ri-siêu hỏi Đức Giê-xu bao giờ triều đại Thiên Chúa đến. Bao giờ triều đại Thiên Chúa? Triều đại thì giống như là triều đại vua Hùng này, triều đại ông Donald Trump này, triều đại ông Obama này. Đó. Thế thì là những người Pha-ri-siêu này người ta cũng nghĩ là Thiên Chúa cũng đến trần gian này theo một cái triều đại như vậy. Và có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng có một cái suy nghĩ như vậy. Giống như là trong giáo xứ này, triều đại của ông cha Hùng này, triều đại của ông cha Định này, triều đại của ông cha Vĩnh này, đấy, nó có từng những cái triều đại. Và nếu mà cha nào mà đi đến một giáo xứ mà xây dựng một, giống là xây dựng cái triều đại của mình ấy, thì còn nghĩ đó là thất bại. Không có cái triều đại của ông nào hết, chỉ có Chúa thôi. Chúng ta đưa mọi người đến với Chúa chứ không phải đưa mọi người đến với mình. Thế thì những người Pharisee cũng hiểu là Chúa giống như là ông vua này vua kia, nên là bao giờ thì là triều đại của Chúa đến. Chúa Giêsu trả lời làm sao? Triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. Triều đại Thiên Chúa không phải là triều đại của ông Donald Trump, triều đại của ông này, triều đại của bà kia. Và người ta sẽ không nói rằng triều đại Thiên Chúa ở chỗ này, ở xứ này, ở xứ kia, mà triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Chúng ta thấy đây là một câu trả lời tuyệt vời, để chúng ta thấy rằng nếu chúng ta thuộc về Chúa thì Chúa ở trong tim chúng ta. Hãy con đưa cái ví dụ cụ thể trong giáo xứ cho chúng ta dễ hiểu này. Con thấy trong giáo xứ này có những người đó, ví dụ như là triều đại ông cha Hùng thì là sẽ có AB, ông A, ông B, ông C, ông D giúp rất là nhiệt tình. Thế nhưng mà tới qua cái triều đại của ông khác cái là họ không làm việc được. Bởi vì đối với họ triều đại của Chúa là triều đại của ông này bà kia, nên họ chỉ được làm được với cái ông này với cái bà kia thôi. Và cũng có những người thì ông cha xứ nào thì họ cũng vẫn làm cái việc đó, bởi vì họ phục vụ Chúa chứ không phải là làm theo ông này theo bà kia. Đây là một cái cơn cám dỗ cũng lớn lắm nha. Còn đối với cá nhân con thì con cũng được một chút. Ví dụ như là bề trên thì cũng hay hỏi con là thế thì chọn ai làm cha phó, chọn ai làm thầy, thì con cũng nói là thôi ai cũng được. Bởi vì ai mình cũng sống được cả. Bởi vì tức là con cũng phải phụng sự Chúa, mà cha nào về ở với con thì cũng phụng sự Chúa, chứ không phải là về với con để mà phụng sự con, phải theo ý con, nó cũng không phải như vậy. Tất cả là tìm ý Chúa. Con cũng phải tìm ý Chúa mà làm, cha phó cũng phải tìm ý Chúa mà làm, ban hành giáo, giáo dân cũng phải tìm ý Chúa mà làm, tất cả cùng tìm ý Chúa mà làm. Thế thì đây là một câu trả lời rất là tuyệt vời để cho chúng ta nhớ nhé. Thường thì đi theo Chúa thì chúng ta cũng cứ nghĩ theo kiểu của thế gian ấy, là triều đại của ông đức cha này, triều đại của ông đức cha kia. Mà nếu mà chúng ta cứ nói triều đại của ông cha này, triều đại của ông cha kia, hay là thế này thế khác, thì chúng ta sẽ làm việc được với người này và không làm việc được với người kia. Thì Chúa nói là triều đại Thiên Chúa không phải ở chỗ này chỗ kia, xứ này xứ kia. Bớt đi cái điều đó. Mà nếu chúng ta là con cái của Chúa, nếu chúng ta là môn đệ của Chúa, nếu chúng ta là đầy tớ của Chúa, thì nước Chúa ở trong tâm hồn chúng ta, Chúa ở trong chúng ta. Nếu Chúa ở trong chúng ta, trong lòng chúng ta, nếu Chúa ở trong lòng chúng ta thì làm với ai chúng ta cũng làm được ấy. Nếu Chúa ở trong lòng chúng ta thì làm với ai chúng ta cũng làm được. Vui cũng làm được, buồn cũng làm được, giàu cũng làm được, nghèo cũng làm được. Chúa ở trong chúng ta. Đấy. Con xin đọc lại cái câu mà Chúa trả lời nhé. Triều đại của Thiên Chúa không có một cách hiển nhiên để cho chúng ta nói là ở giáo phận này, ở giáo phận kia, ở nhà thờ này, ở nhà thờ kia. Không phải là ở đây, ở kia. Mà triều đại Thiên Chúa ở giữa các ông. Chúa ở trong tim chúng ta, mà chúng ta không thấy nhưng mà chúng ta cảm nhận được. Đó. Còn ông này ông kia thì chúng ta thấy, nhưng mà lại không ở trong tim mình. Đó. Còn Chúa ở trong tim chúng ta không thấy, nhưng Ngài ở trong tâm hồn của chúng ta. Rồi Đức Giê-xu nói với các môn đệ. Lúc này thì Chúa Giê-xu nói với các môn đệ là những người đi theo Chúa. Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của con người mà thôi, mà cũng không được thấy. Chắc chắn là Chúa Giêsu không ám chỉ đến cái ngày mà Chúa Giêsu chịu chết để Chúa Giêsu về trời. Hôm nay Chúa đang ở đây với chúng ta. Hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ, tức là diễn giải một cách cụ thể dễ hiểu. Chúa nói là hôm nay thầy còn đang ở với anh em, nhưng mà cũng sẽ đến ngày anh em mong được như thế này mà anh em không được.
Bởi vì thầy đã bị kết án, thầy đã chết, thầy đã về với Chúa Cha rồi. Đó. Thì với cái câu này Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Chúa cũng nhắc với các môn đệ là thầy ở với anh em thì anh em hết lòng với thầy, lắng nghe lời thầy, sống với thầy đi. Để rồi sẽ đến ngày mà anh em muốn được như thế này cũng không được nữa. Thế thì với câu này thì chúng ta hiểu ngày hôm nay. À, hiểu với tất cả chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có thể đi lễ được thì đi đi. Ngày hôm nay chúng ta có thể làm bác ái được thì làm đi. Bởi vì ngày mai có thể chúng ta không đi lễ được. Bởi vì ngày mai có thể chúng ta không làm được. À, nên là nhiều người có nói với con, ví dụ như là nhiều người nói trai thế đọc kinh văn côi thì mai mốt sẽ đi chỗ khác rồi làm sao? Mai mốt chạy đi chỗ khác thì sao? Con nói trời ơi, hôm nay đọc thì cứ đọc hết mình ngày hôm nay đi, ngày mai biết nó thế nào đâu. Đọc trọn vẹn ngày hôm nay là thiên đàng rồi. Con thì con cứ nghĩ như vậy, hôm nay thì cứ làm hết mình ngày hôm nay. À, chúng ta cũng nhớ lại Đức Giáo Hoàng nói đó, có con quỷ nha, con quỷ nó hay cám dỗ chúng ta là nghĩ nghĩ cái quá khứ đau thương, ví dụ gặp cái ông đó là nhớ lại những cái chuyện buồn, những cái tổn thương mà người ta gây ra cho mình. Đấy. Rồi nghĩ đến một cái tương lai viển vông. Còn Chúa là hiện tại. Chúa là hiện tại. Thế thì Chúa Giêsu nói với các môn đệ là hôm nay thầy ở với anh em này, thầy giảng cho anh em này, thầy sống với anh em này. Sẽ đến một ngày nào đó anh em muốn như thế này mà không được nữa. Chắc chắn là Chúa Giêsu ám chỉ đến cái ngày mà Chúa Giêsu bị đóng đinh. Rồi Chúa về với Chúa Cha. Thì đối với tất cả chúng ta thì chúng ta hiểu cụ thể ngày hôm nay. Hôm nay mình còn đi lễ được thì đi đi. Hôm nay mình có thể đọc kinh được thì đọc kinh đi. À, con hôm ngày 13 vừa rồi thì lúc 8:30 tối thì con cũng có đọc kinh Mân Côi. Tại vì thường buổi tối thì con cũng hay đọc kinh Mân Côi lắm. Thế thì trong những ngày 13, ngày thứ bảy, ngày Đức Mẹ thì con cũng nghĩ là mình đọc kinh một mình thì cũng tốt, nhưng mà thôi con cũng cứ trực tuyến lên rồi ai đọc kinh chung với con cũng được. À, thì con đọc một bè, ông bà và anh chị một đọc một bè nhé, thứ bảy tới đây nhé, và cũng như là tất cả những ngày lễ của Đức Mẹ thì chúng ta cứ đọc kinh thôi. Thì hôm nay mình còn đọc kinh được thì cứ đọc đi, hôm nay mình còn đi lễ được cứ đi lễ đi, hôm nay mình còn nghe được, tai mình còn nghe được thì cứ nghe đi, hôm nay mình còn có thể chia sẻ bác ái được. À, như đầu giờ con có nói rằng là bây giờ thì con cũng đồng hành với các em sinh viên nữa, không chỉ là giúp cho người nghèo mà còn giúp cho chính các em sinh viên. Các em sẽ trở thành những con người có tấm lòng sau này. Thì xin quý ông bà và anh chị em cũng biết cái việc của chúng con làm để cầu nguyện cũng như là đồng hành với chúng con ha. Rồi trở lại với tin mừng, Chúa Giêsu nói rằng là rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ sẽ đến thời anh em mong được thấy một ngày của thầy của con người mà không được thấy. Chúa Giêsu ám chỉ đến việc mà ngài sẽ bị đóng đinh đó. À, ngài về với Chúa Cha, người ta sẽ bảo anh em ở kia kìa, hay ở đây này, anh em đừng đi đừng chạy theo. Sẽ lúc anh em bị cám dỗ này, Chúa ở chỗ này, Chúa ở chỗ kia, thì chúng ta trước tiên chúng ta hãy xác định Chúa phải ở trong tim của mình. Chúng ta phải xác định Chúa phải ở trong tim của mình, để rồi mình đi đến đâu thì mình cũng mang Chúa theo hết, đi đến đâu cũng mang Chúa theo hết. Đấy. Sẽ đến thời người ta sẽ bảo với anh em là Chúa ở kia, Chúa ở đây, anh em đừng có chạy theo. Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Ánh sáng chói lòa chiếu sáng, chắc chắn là Chúa Giêsu ám chỉ đến ngày mà Chúa Giêsu sống lại vinh quang, Chúa Giêsu chịu đau khổ, Chúa Giêsu sống lại vinh quang, Chúa Giêsu lại trở lại. À, vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào thì con người đây là thầy ấy, là Chúa Giêsu đó, cũng sẽ như vậy trong ngày của người. À, tức là Chúa Giêsu nói hai cái ý, thứ nhất là sẽ đến ngày mà anh em muốn thấy thầy, được ở với thầy anh em không thấy nữa, là Chúa Giêsu ám chỉ đến cái việc mà Đức Giêsu đi vào cái chết, đi vào cuộc khổ nạn. À, rồi là ánh sáng chói lòa chiếu sáng trong ngày con người, tức là Chúa Giêsu ám chỉ đến ngày mà Chúa đến trong vinh quang. Sau đó thì Chúa Giêsu nói tiếp, nhưng trước đó người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Thế thì để được vinh quang ánh sáng chói lòa như vậy đấy thì con người phải chịu nhiều đau khổ và bị thế hệ này loại bỏ, nhưng mà trước khi được vinh quang thì Chúa Giêsu sẵn sàng đón nhận mọi đau khổ. Sáng hôm nay con có đọc một bài chia sẻ của Đức Giáo Hoàng về bệnh tật và đau khổ, thì Đức Giáo Hoàng chia sẻ cũng rất là chân thành, cứ tự nhiên, thì không ai muốn bệnh tật mà cũng không ai muốn đau khổ cả. Bệnh tật và đau khổ có thể làm cho người ta tuyệt vọng,
Thế nhưng mà Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu cũng đã sẵn sàng đón nhận đau khổ. Ngài đã đón nhận mọi đau khổ. Và qua cái đau khổ đó, chứng tỏ là Thiên Chúa yêu thương hết mình con người. Và cũng qua cái đau khổ, qua cái yêu thương đó, thì Thiên Chúa đi vào vinh quang. Thì Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng mời gọi tất cả chúng ta là đã là thân phận con người thì trước sau gì thì chúng ta cũng phải bệnh tật và đau khổ thôi. Thế thì hãy kết hiệp cái đau khổ của chúng ta với Chúa Giêsu, để đau khổ ấy làm cho chúng ta có tấm lòng. Chúng ta đấy, khi chúng ta sẵn sàng đón nhận đau khổ là chúng ta có một cái tấm lòng chứ không phải là ích kỷ. Chúng ta sẵn sàng đón nhận đau khổ để cầu nguyện cho người này, để cầu nguyện cho người kia, để cầu nguyện cho các linh hồn. Và chúng ta cũng vững tin là cùng chịu đau khổ với Đức Giêsu thì chúng ta cũng bước vào vinh quang với người. Kính thưa cộng đoàn, con ôn lại lời Chúa ngày hôm nay, ngày mai một chút ha, với ba ý. Thứ nhất, triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Chúng ta đừng suy nghĩ rằng là nước của Thiên Chúa là ông cha này, ông cha kia, nhà thờ này, nhà thờ kia, đức cha này, đức cha kia, vân 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 vân. Nước của Thiên Chúa ở trong trái tim chúng ta. Và Chúa ở trong trái tim chúng ta thì cha xứ nào mình cũng làm việc được hết, ai mình cũng phục vụ được hết nha. Rồi ý thứ hai, sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của con người mà cũng không được thấy. Chúa Giêsu ám chỉ đến lúc mà Chúa Giêsu lìa bỏ thế gian. Thì đây cũng là một cái gợi ý cho chúng ta. Bây giờ có thể đi lễ được thì cố gắng đi lễ đi. Bây giờ có thể đọc kinh được, cứ đọc kinh. Bây giờ có thể chia sẻ bác ái, cứ bác ái. Bởi vì có thể ngày mai chúng ta không làm được nữa. Và ý thứ ba, nhưng trước đó con người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Chúa Giêsu nói rằng là Chúa Giêsu sẽ phải chịu đau khổ, Chúa Giêsu bước vào vinh quang. Mà để bước vào, để mà Đức Giêsu vinh quang ấy, thì Ngài cũng phải chịu nhiều đau khổ. Cái đau, Chúa Giêsu chịu đau khổ là bởi vì Chúa Giêsu yêu tất cả chúng ta. Thế thì Chúa Giêsu chịu đau khổ để đi vào vinh quang cũng là một mở đường cho tất cả mọi đau khổ của chúng ta. Nếu có đau khổ, hãy kết hiệp với Chúa. Nếu có đau khổ, hãy kết hiệp với Chúa. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.